Dạ vâng, Audio Đạt Gò Vấp xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Audio Đạt Gò Vấp. Dạ bữa hôm nay nhà mới về được một con đài cassette với mã model là Sony CFS-TK600, hàng châu Âu dạ, sử dụng đa dòng điện, đặc biệt là bắt được 7 băng đài luôn dạ. Đây, bằng 7 băng đài, nhìn rất là đẹp và sang trọng, mang tính chất thẩm mỹ rất là cao. Thì máy có các tính năng như sau: thứ nhất là phần tap, thứ hai là phần radio và thứ ba là phần line in kết nối thiết bị từ bên ngoài vào dạ. Radio của máy thì là full 108, bắt được tất cả các đài của Việt Nam, các chế độ chọn AM và FM ở đây, tuning để dò đài. Thì nó chọn băng đài ngắn dạ. Và máy có 5 kênh chỉnh equalizer hoạt động rất là tốt dạ. 3 lăng kênh bằng loa trái và loa phải để nút volume tổng. Các phim cơ và chữ của rất là đẹp và sáng. Đây là nút nguồn máy ở đây dạ. Máy còn rất đẹp và liền lạc, không bị xước sát hay là xước mẹ gì hết dạ. Em cho quay mặt phía sau của máy. Giờ đây là phía sau của máy dạ. Dây loa zin theo máy luôn dạ. Đây là nguồn điện AC, em đang để chế độ là 220V để dễ sử dụng. Máy thì có đa dòng điện 110, 120 và 220 và 240 ở đây dạ. Và cộng lại in kết nối thiết bị bên ngoài vào, anten zin theo máy luôn dạ. Bây giờ em sẽ đi vào cái phần mà test tất cả các chức năng của máy. Dạ vâng, quý vị nếu có nhu cầu về sở hữu là em qua số điện thoại 0938303454 Đạt Gò Vấp. Rất mong nhận được sự đăng ký kênh từ toàn thể quý vị và các bạn. Quý vị bấm nút đăng ký kênh sẽ nhận được những video về audio Đạt Gò Vấp sớm nhất có thể dạ. Bây giờ em test vào đoạn nhạc. Để em mở nguồn rồi dạ. Em chọn chế độ tab và mình test vào đoạn nhạc của nam ca sĩ Tuấn Vũ và em bấm play. Như mây như mưa bay đi muôn phương, nhưng em yêu ơi một dòng thơ cũ vẫn còn trong anh một đời buồn đi. Như anh hôm nay thấy lòng tiếc nhớ, mười năm không gặp, mười năm nhớ còn xa mấy nữa khi em đi lấy chồng một chiều thu la, một con đò sang sông, một cõi lòng bắn ra, một thoáng buồn mênh mông. Anh đến mừng em trong tiệc cưới, ra về men rượu ngắm buồn. Gió khuya lạnh mây hồn đơn lẻ, một ánh sao rơi chìm trong đêm. Anh ướp hồn anh men rượu đắng, nghe chừng men rượu đắng niềm yêu. Bóng em chợt thoáng mờ hư ảo, đẹp giấc mơ tan sầu bao nhiêu. Đường về nhà em cách hai đoạn đường dài, tuy xa mà gần, tuy gần mà xa. Từ nay xa mấy nữa, tuy em đã có chồng,
dù tình còn đậm đà, dù lòng còn thiết tha. Dạ vâng, cửa bên đây hoạt động tốt rồi, dạ em test được cửa bên đây. Và em bấm play. Dù buồn trong cách biệt, thôi em đừng nhắc chuyện đôi ta. Đoạn đường dài tuy xa mà gần, tuy gần mà xa, giờ còn xa mấy nữa khi em đi lấy chồng một chiều thu la. Một con đò sáng sông, một cõi lòng băng giá, một thoáng buồn mây mong. Anh đến mừng em trong tiệc cưới, ra về nên diều ngắm buồn chim. Gió khuya lạnh mây hồn đơn lẻ, một ánh sao rơi chìm trong đêm. Anh ướp hồn anh men rượu đắng, nghe kỳ men rượu đắng niềm yêu. Bông em chợt thoáng mở ao, đẹp giấc mơ tan sầu bao nhiêu. Đường về nhà em cách hai đoạn đường dài, tuy xa mà gần, tuy gần mà xa. Từ nay xa mấy nữa tuy em đã có chồng, dù tình còn đậm đà, dù lòng còn thương, dù buồn trong cách biệt, thôi em. Dạ vâng, cái phần mà bằng cái xe hoạt động tốt rồi, dạ em test cái phần mà radio của máy. Gì bộ nấy, liệu quan niệm này còn phù hợp ở góc độ chung và y học nói riêng không thưa ông ạ? Và nếu quan niệm ấy không còn đúng nữa thì liệu có giải pháp nào để chúng ta bồi bổ sức khỏe mình chủ động trước những phức tạp về tình hình dịch bệnh hay là khí hậu khắc nghiệt hiện nay ạ? Vâng, nhiều người chúng ta nghĩ là ăn gì bổ nấy nhất. Dạ vâng, các phần mà line in thì như là cái kết nối thiết bị ở bên ngoài vào và gạt lên trên đây thì hát bình thường dạ. Để đốt nguồn tắt máy. Dạ vâng, em kết thúc cái phần video trình bày ở đây. Quý vị đã có nhu cầu ở sở hữu là em có số điện thoại 0938303454. Đàn Cổ Vấp xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Em xin chân thành cảm ơn.